Đúng không? Ví dụ tôi khoe cái bồng tiểu tôi là 26 triệu. Tôi khoe là khoe cái của tôi, chứ tôi không có cà khịa cái bồng tiểu 26 ngàn của tôi đạt. Đạt làm gì tôi đó. Nó chừng nào, ê cái bồng tiểu 26 ngàn mày giật đi mẹ nha Đạt. Bồng tiểu 26 triệu ăn mới là ngon nè, cái đó thì tôi mới làm được. Mấy bạn vô trong video đi, bạn coi mấy thằng tẩu tre nó comment ở dưới. Ông này sạch nó dạy đi, xin lỗi mày á, cỡ mày hả? Mày đóng tao 10 triệu một ngày tao cũng đập vô mặt mày luôn á chứ dạy. Dạy chi cái lũ mà cái gì, học trò mất dạy như mày. Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, châm biếm, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn, THOL. Chào mừng các bạn đến với THOL Game Center quận 12. Đây là video đầu tiên Duy Nguyễn review cái phòng quận 12 nha các bạn. Đừng có ghiền nha, tạm mới. Tạ này dành cho chị em phụ nữ nè. Mà bữa nay mình tập luôn. Đó. Bây giờ á, cái cảm giác đầu tiên á mà gọi là tập ở bên phòng THOL quận 12 á là hai chữ đẳng cấp. Mã cao nhất khu rồi. Bự nhất xóm luôn. Phòng vô tập sợ ma thấy mẹ. Tại sao? Tại nó rộng quá. Tại nó rộng lắm. Đó, mấy em nhìn thấy không? Thấy rộng thênh thang chưa? Đây là khu á dumbbell. Đâu có nghèo đâu. Đâu có thiếu tiền mua đâu không? Đó, dumbbell hai bên. Thách thức dân chơi. Cục nặng nhất nhiêu? 60 kg. Đó. Tập nổi ba. Sao nổi? Em hình như nó vang quá ta. Hình như chưa gắn cách âm mấy em ơi. Thấy nó vang lắm á. Về mấy em dựng video là thấy mẹ rồi. Thấy căng. Ê kiếm cái sổ mở ra đi cho nó. À nhắc cửa sổ mới nhớ ha. THOL quận 12 đó là hệ cửa là nó nhiều lắm em. Khí trời thiên nhiên hoặc trần. Đã 12 giờ trưa tập bao mát luôn. Gió ngoại thổi vô, gió trước lùa, gió sau, gió hai bên đẩy qua đẩy lại nữa. Tập bao đã. Còn ai thích máy lạnh đúng không? Có luôn. Có máy lạnh luôn. Thích gì có cái đó. Và hôm nay là Duy Nguyễn sẽ hướng dẫn các bạn tập tay. Hướng dẫn hoài à. Tập tay là hướng dẫn quyền thoại luôn á. Hướng dẫn hoài riết chán luôn. Nhưng mà vẫn cứ nói đi nói lại. Kỹ thuật nhúng. Mày vô chỗ tre nó chọi nữa nè. Nha các bạn. Trước khi tập tay, chúng ta phải khởi động tay. Trời ơi tập mát quá, oxy đâu mà nhiều dữ vậy ta. Phòng nãy giờ có mình Duy Nguyễn quẩy thôi nha, với BT quẩy thôi nha. Khách chưa được quẩy đâu. Ngày mai khai trương, cũng ngày mốt khai trương nha. Ngày mốt là gì? Quốc khánh. Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình, người đã đọc tuyên ngôn độc lập. Ngày này năm xưa ta làm nên lịch sử, khắp dân mình vang dậy tiếng hoan ca. Cánh sao vàng trên nền đỏ rộng ràng, bay phấp phới vui trong làn gió mới. Bài hát cái gì? Vang danh Việt Nam nha. Tức là nghiêm túc nha. Là ngày 2 tháng 9 năm 2019 thì BBT sẽ tiến hành vận hành cái tòa nhà này. Vận hành làm sao? Tức là mở cửa đón khách tham quan free, chụp hình free, mua hàng đóng tiền game, tốn tiền. Nhưng mà khi mà các bạn á mua hàng sắp xếp này nọ đó, đóng tiền tập game, thuê BT vào những cái giai đoạn này gọi là free opening là khoảng thời gian từ 2 tháng 9 cho tới ngày 19 tháng 9, nó gọi là free opening, rồi sẽ được giảm giá, được tặng quà, được chính sách cực kỳ ưu đãi. Đó, các bạn cân nhắc thời gian để đến tham quan cái tòa Game Center khủng bố nhất Việt Nam nha các bạn. Không mua hàng cũng được, không tập game cũng được. Tới đây tham quan free, gửi xe free, nước uống free, PC free, tham quan free, chụp hình viral free. Đóng tiền tập thôi. Các bạn nói là tới đây tham quan không đóng tiền tập được hay không? Nếu khẳng định với các bạn luôn, các bạn đã tới đây tham quan á mà các bạn không đóng tiền tập á thì thôi về nhà đừng tập game nữa. Đừng tập game nó thẳng luôn á. Đúng không? Mấy người này là chơi không được, khỏi tập game. Nó chơi thôi. Thế ví dụ như bạn gần gần đây bạn không tập game mới sai. Còn bạn ở xa mà tham quan nó còn biết được à, đồng hành cùng THOL. Đồng hành cùng Duy Nguyễn. Đó. Duy Nguyễn đứng giữa trời xanh ngạo khí xung thiên.
gì với em. Tôi nơi này hát lớn giữa đại dương, ngạo khí anh hùng hoài bão quân dương, dựng xây triều đại ghim mơ đích thực, thân hình đẹp thêm chiều sâu tri thức, có bất dựng xây đất nước Việt Nam. Chỉ góp sức dựng xây đất nước Việt Nam là cái gì? Tạo công ăn chuyện làm cho nhiều người đó, tạo ra hình tượng Duy Nguyễn một nhất đời ghim, tạo ra những building sừng sững giữa trời, tứ trụ Sài Gòn, đó là ngạo khí xung thiên. Và cái tứ trụ Sài Gòn đó không phải nằm trên Photoshop, không phải nằm trên máy tới Facebook, YouTube, mà nó hiện hữu tại địa chỉ 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12. Tụi bay quay phim nghiêm túc quá, phấn khích lắm à. Các bạn có bao giờ đứng tập trong cái phòng gym mà nó cao 30-40 mét chưa? Gió trời lồng lộng, nhìn Sài Gòn về đêm, những trục đường ngang dọc thành phố Hồ Chí Minh, những con người xuôi ngược, và ta nơi này ta gò trượt. Đã lắm, đã lắm. Cái cảm giác là phải trải nghiệm, không thể nào ngồi đó làm mơ. Mà cảm giác đó chỉ có ở đâu? Chỉ có THL Game Center quận 12 thôi nha. Khi mà bạn đến THL quận 12 bạn xem, thì Bình Tân chỉ còn là dĩ vãng, đúng không? Thật sự Bình Tân chỉ còn là dĩ vãng. Bình Tân thua sút ở đây nhiều mặt lắm bạn. Nó chỉ hơn bên này lại là ở bên Bình Tân á, là chỗ Duy Nguyễn mà ở, chỗ Duy Nguyễn nó tập nhiều đó, vậy thôi. Còn bên đây á, hơn nhiều mặt lắm. Kể ra tới ngày mốt, cái không gian mà nhìn rộng như vậy nè, rộng lớn như vậy nè, chỉ là 1/4 công lực thôi. Đó, cái nơi này chưa phải là cái chỗ đầu tư đắt nhất trong tòa nhà, rẻ thôi. Gạch ốp tường có bao nhiêu đâu, 300-400 ngàn mét tình thi công nữa. Kính rẻ thôi, sàn rẻ thôi, trần không đắt. Những cái chỗ khác còn VIP hơn, những mét gỗ đẳng cấp, những đá granite đắt tiền, những cái bồn tiểu 26 triệu. Tự tin đó. Tại sao con số 26 triệu với nó hoài từ bên Bình Tân qua đây? Tại vì dám chơi, dám chơi. Cái đó đó mà là cái ma gai dưới đời. 26 triệu cái bồn tiểu mà, chưa tính tiền công lắp. Còn dồi tắm nè, sauna hồng ngoại nè, sauna steam bath nè, đó steam bath là xong hơi có nước, xa xỉ, đắt đỏ, đẳng cấp dân chơi. Tại vì sao? Tại vì đất công ty mua, khổ vậy đó, không sợ thằng nào đuổi hết. Bạn đi mướn nhà, bạn đầu tư vô trong một cái building, cái hợp đồng 5 năm, ông cố nội tôi cũng dám đầu tư nhiều nữa. Đầu tư nhiều của nó đuổi tôi, nó cho con nó làm sao? Đó là vấn đề mà phải tính. Nên từng bước đi của THL, từng bước đi của Duy Nguyễn, không thể thiếu bóng dáng của mấy thằng trọng tre. Nhờ của tụi nó giải trí hàng ngày đó mấy em, nhờ của tụi nó cà khịa ngày đêm, và nhờ hai chữ ga tô của bọn nó mà mình cảm thấy thành công của mình và những cái việc làm của mình nó đầy ý nghĩa hơn. Chương trình Dạo Đầu Vlog sẽ được khép lại, và bây giờ là hướng dẫn tập luyện nha các bạn. Đây là chương trình gì? Vlog chứ không phải là chương trình dạy tập. Các bạn vô, ôi Duy Nguyễn mày dạy điều đó nhiều, xin lỗi mày đã tiền tao bắt tao dạy, đúng không? Đồ tào lao, nói chuyện thì ghét. Mấy bạn vô trong video đi, bạn coi mấy thằng tổ tre nó comment ở dưới, ông này sầm lờ quá dạy đi, xin lỗi mày á, cỡ mày hả, mày đóng tao 10 triệu một ngày tao cũng đạp vô mặt mày luôn á, chứ dạy dạy chi cái lũ mà cái gì học trò mất dạy như mày, biết đúng không mấy bạn? Nên các bạn như thế, chỉ có Duy Nguyễn cái bản lĩnh hơn người, mà sự trầm lặng đáng có, sự trầm lặng đáng có thôi. Nó làm video nó tốn tiền, video nó tốn tiền quay, tiền rít các kiểu up kênh nhà nó thôi à. Để làm chi, nó khoe cái phòng vậy thôi đó. Mà trong cái chuyện khoe cái phòng là có chuyện hướng dẫn tập luyện, không cảm ơn thì chớ còn bay vô cắn hả mày. Nói thiệt á, mà một người mà cắn Duy Nguyễn hai loại thôi, một là thằng phản động, ổ hai là cái thằng chỗ tre đối thủ vì cạnh tranh, hoặc là thằng nào bị đuổi, hoặc là thằng fan nào sàm sàm nó bị đam, thế thôi. Chứ một người như tôi mà các bạn gato cái gì? Thứ nhất là nguyên tắc là mang của Duy Nguyễn không đụng chạm thằng con nào hết nha. Mà ý là tôi chưa là tôi đụng chạm ai hết á, thích thì làm thôi, đúng không? Ví dụ như tôi khoe cái bồn tiểu tôi là 26 triệu, tôi khoe là khoe cái của tôi,
chứ tao không có cà khịa cái bồn tiểu 26.000 của tao đạt. Tao đạt nhân viên tôi đó. Nó kêu là ê cái bồn tiểu 26.000 mày dẹp đi mẹ nha đạt. Bồn tiểu 26 triệu của anh mới là ngon nè. Cái đó thì tụi bay la được. Nói chung là một lần nữa mấy thằng chỗ tre mày nợ tao một lời xin lỗi đó. Chỗ tre đã làm cái gì? Tập gym đi ba. Bực mình nè. Thôi bây giờ á, không có thời gian khởi động con khỉ gì nữa đó, vô chỉ luôn. Tập tay quan trọng nhất là quay đó, tập chuột á quan trọng nhất là quay tay, thấy không? Ê, có mấy thằng kia tao mập nữa, lên có mấy ký thôi mày. Ông dạo này đi chơi nhiều quá, ăn nhiều lên ký được không? Từ từ tao xuống làm ghê hả? Mẹ nó ác như chó. Mình ốm nó cũng quở, mình lên vài ký nó cũng chê. Ủa sao tao tiền lên tao bảo khen đi, đúng không? Miễn sao tao đẹp thôi à. Tao cảm thấy tao đẹp, tao tự hào tao là giám đốc đó. Tự hào nhiều tiền đó. Tiền cho tao làm ra đó, cho tao kiếm tiền từ game đó. Được không? Còn máy bay không á, tối ngày tập game không nghèo chết mẹ. Tập game nghèo không tức, nhưng mà tức là hồi xưa nó chưa nghèo. Nó tập game xong giờ nó nghèo luôn rồi. Nó, mình nói ra thì mấy thứ nhất phản động, thứ hai là mấy anti fan nó sẽ lợi dụng câu nói của mình, nó nói là mình khinh thường người nghèo. Không, tao khinh là tao khinh thẳng mặt. Ví dụ như thằng đó tao khinh mày đó, tại sao tao khinh mày? Tại vì mày ga tô với tao mà mày nghèo hơn tao. Nó mày chọt tao khinh mày. Tối ngày nó lấy mày khinh người nghèo hả? Xin lỗi các bạn nha, các bạn đưa bình phong nào ra vậy? Đâu được, người ta nghèo nhưng mà tao đàng hoàng, người ta nghèo nhưng mà tao sống chất, đúng không? Còn các bạn tối ngày mấy anh tẩu tre nó hay lợi dụng, nó xuyên tạc đó mấy bạn. Mấy bạn phải hiểu cho tôi nha. Những lời tôi nói đây ra tôi chịu nhiệm, nhưng mà tôi nói là nói đúng đối tượng đó. Tôi không có quy đồng tất cả. Nên các bạn nghèo chưa biết nào nghèo hơn nào. Tôi ngày xưa sao nghèo hơn mấy bạn, đúng không? Nhưng mà mình sống đàng hoàng, mình đâu mình làm đi. Thì thằng nghèo nó sẽ không theo đuổi bạn suốt đời đâu. Trải lòng lắm đó nha. Nè quay làm sao, đầu tiên nè, đúng không? Đó, lên màu thôi, thích đó. Chỗ che vỗ cắn nữa này nha, tại tao khởi động tao có quyền mày đó. Mình khởi động mình làm cho mấy cái khớp mình nó gọi là nó được kích thích thôi nè. Nó vô nó anh Duy khóa khớp chân kìa, tao thích đó, được không? Dịch con bị đặt vượt biển Thái Bình Dương hả mày? Tại sao nè, nè nó khởi động, các bạn có phải là các bạn vô cái khởi động vậy không? Xong rồi xong cái mày học aerobic hả? Ê, bây giờ mày muốn mày tập game, muốn mày khởi động kiểu game được không? Nè lại nha, nè không nè, thấy giống nó chưa? Đó, đó, kịch kịch nè. Khởi động thôi, khởi động khóc của chỏ. Khởi động khớp dài. Nên nói chung á, khởi động á thì nó mới công thức chung á em. Nó là phong cách đủ. Đúng là cận thị đấy, cục 6, cục 5 hàng chi tập nó khác khác nè. Cục 6, cục 5 tập nó khác khác. Nói thật chứ cuộc đời của Di bây giờ nó bận lắm. Tập gym đâu được như xưa đâu mày. Xưa nhiều khi thời trẻ trâu á, cái quy mô công ty nó nhỏ. Chứ hồi đó mình kiếm một ngày mười mấy hai chục triệu mình thấy mình ngon rồi. Má giờ kiếm một ngày mười mấy hai chục triệu không đủ, tao không đủ trả bill nữa. Đó. Bây giờ tập gym mà gym chính là đời. Ngạo khí xung thiên phòng gym vậy thôi. Mình tập để mình thứ nhất duy trì sức khỏe. Thứ hai tập để duy trì vẻ đẹp. Thứ ba tập để giải trí. Đó, trong quá trình tập luyện cũng làm việc thấy mẹ cầm cục tạ đó quay thôi đầu biết bao nhiêu chuyện đó. Nên game phục vụ cuộc sống rồi các bạn. Cuộc sống của bạn như tôi, các bạn chọn sai đường bạn chết mẹ đó. Đúng không? Chọn đúng đường thì còn giàu, chọn sai đường chết ngắt. Dù bạn tập game ở phòng THL nói thiệt với bạn toàn dân đẳng cấp không à. Bạn vô đó bạn kiếm mối quan hệ cũng thơm nữa, đúng không?
Còn bạn vô phòng game trẻ trâu không, thiệt đời bạn không hư. Làm gì đâu có được mối quan hệ. Sau này ra đường làm chuyện mới ra nghề, anh ơi nhờ anh này nhờ anh kia kiếm hợp đồng này nọ chút cháo. Đúng không? Thì phải có những người đẳng cấp trong mối quan hệ đó thì người ta mới chơi với bạn. Mà người ta chơi với bạn thì bạn mới đổi đời. Vậy thôi. Tao nói là ngu tầm ngu mà mã tầm mã mà mấy bạn. Mấy thằng mà nó chỉ ngồi nó ăn mà nó chửi mình, nó gom có một phòng mà. Phòng gì mấy em? Còn bị đặt làm rút kính nữa. Chửi cho tao nghe đi ba. Chửi làm rút kính nó mới ghê chứ. Hồi đó tao hiểu có cái hội gì hội anti-fan như Nguyễn nó mới lửa chứ. Ủa tao bay lắm. Cha mày anti-fan mẹ mày ở nhà kìa, không lo. Má lo là hội anti-fan Duy Nguyễn. Anti kiểu gì mà Duy Nguyễn nó hết building này tới building kia. Trong khi mà nhìn mình là mày xấu ngày xưa. Có mấy thằng nó cũng xàm lông lắm mấy bạn. Ừ ngày xưa em thần tượng anh Duy, vợ anh Duy Nguyễn nói chuyện chính trị em hết thích rồi. Ủa mày phản động hả? Có thể cái tao mà nói chuyện chính trị cái thằng phản động nó không thích thôi. Chứ không thằng nào không thích hết á. Đúng không? Cái người bình thường á, người ta nghe à Duy Nguyễn tuổi trẻ nhận thức rất là ok. Việt Nam yêu, Việt Nam này cần những người có tâm và có tầm như Duy Nguyễn. Đó. Còn mấy thằng mà nó mông lung á, nó trời ơi Duy Nguyễn nói ra giờ mới biết nha. Má trước em bị chó cái sổ mũi em. Nó nói thuế ô tô em mắc quá, em tưởng đâu em sắp chết rồi. Đó. Giờ anh Duy Nguyễn thông não em cảm ơn nhiều lắm. Bây giờ là tâm thư tâm tình nữa. Khổ vậy đó. Thôi màu cũng được thôi, giờ tập thiệt. Không thời gian đó mẹ, tập cho nó qua tập thôi chứ. Đó, tập dumbbell á, có thể tập hai tay nha. Qua tập một tay. Nó tại nhẹ mình tập hai tay mình tiết kiệm thời gian. Tạ nặng mình tập một tay để mình control xích. Đối với Nguyễn 15kg là nhẹ, dù Nguyễn tập hai tay đó. Không? Không có phích người vậy nha ba. Phích người và chụp hình thì được thôi á. Quá. Nên các bạn mới nói nè, mới nói các bạn á. Bạn nhìn tấm hình nó khác thực tế nha. Tấm hình nó chụp nó làm màu làm kiển đó ba. Tập giống nó đi chết á. Nó tập vậy là không được. Nguy hiểm lắm. Nó mình phải phục nhúng. Nó cho nó an toàn người. Mà nó thư thái nữa, thăng bằng nữa bạn. Rồi. Đeo gear vô nha mấy em. Dumbbell ở THL là tụi em Úc nó xếp ngay ngắn vậy đó. Tạ nằm trong cặp. Văn Minh tập tạ mà đã quá là chỗ cũ. Còn khi bạn mà có tiền mới đặt phiền được thiên hạ nha. Nghèo tập đừng có láo nha. Ví dụ nó có tiền nó thuê BT nó bỏ đất BT lụm. Chỉ là bình thường. Bởi vậy à, từ bên Bình Tân Vi Hành qua đây á thì là chuẩn bị đồ bạn. Phiền lắm. Bao tay mới vì có lưng mới. Nhớ nha các bạn, trong tập tay quan trọng nhất là mình quay. Không có để thẳng vậy nha. Phải quay con chuột nó mới cắt vô. Đó. Quay vậy thôi. Nhưng mà mình quay mình phải nhúng. Nhúng mà nhúng bình thường nha, chứ không có nhúng cưỡng bức nha mấy ba. Ủa, có mấy thằng nó nhúng như là nhúng sao ta? Nó coi nó bắt trước mà nó nhúng đúng. Nhúng sao nhúng bựa lắm. Không diễn tả được luôn á, nhúng rồi. Nó nhúng vậy đó. Nên nó khổ ghê, có mấy thánh coi video. Mấy thánh bắt trước tầm bậy. Xong lên mạng nó Duy Nguyễn dạy. Nó Duy Nguyễn dạy. Làm nó chửi Duy Nguyễn sao mà là. Rồi, bây giờ Duy sẽ đề ba là từng tay. Mà cục là cục 25kg nha các bạn. Sẽ minh họa cho các bạn. Mục tiêu của mình tập mà một tay á là mình phải tập mạnh nha, không có tập nhẹ. Bài này nếu mà tập nhẹ đừng chơi. Tập nhẹ chút Duy chỉ bài kia đã hơn. 25 ơi. 27 mới nhỏ chứ. 25 ơi. Đụ nằm ở đây hả? Dạ. Quay á. Ha. Không. Cầm tạ rồi phải gồng thấy mẹ rồi đó. Nhìn đủ kiếm. Duy Nguyễn. Đẹp trai quá. Rất. Đó. Thả bên này. Không giữ nó nữa. Không quan tâm nữa nha. Lên bên này. Thả nó xuống. Không quan tâm nó nữa. Tập trung bên này. Rồi, không quan tâm nó nữa.
nghe hít thở nha. Đó, từ 4 tới 6 cái nha các bạn. Rồi cất này vô lên 30. Chậu nước thở cái mấy ba. Nếu mà các bạn nhìn trên trần á, mà thấy đi hai hàng đèn, nhìn nó thẳng và nó đẹp hơn bên Bình Tân. Đó, hai hàng đèn sáng chủ lực hai bên, hai hàng đèn giữa là hai hàng đèn trang trí. Rồi trục quạt máy nằm thẳng một trục. Duy đang tập là khí trời nha, Duy chưa không chơi máy lạnh. Đó, nếu mà máy lạnh thì sẽ đóng hết cửa lại, sau vẫn mở máy lạnh, vừa máy lạnh vừa quạt máy. Đó, nó thả hơi lạnh đi, cool lắm. Nhưng mà đừng có sợ, lạnh phòng game lạnh vừa vừa thôi, chứ không phải lạnh khách sạn đâu nha. Chờ chút có tiền, mấy em có tiền cứ tập game rồi đó, cứ lâu lâu tin nhắn tới mình làm bạc cắt. Rồi 30 kg. Tại vì Duy á, tập Duy không có thích bung sức ở cái bài này. Duy thích bung sức cái bài sau kìa, bài sau mới đã. Mỗi người thích bài nữa. Ây da, nặng quá vậy. Đúng già. Ngày xưa ghim 20-60 kg một tay. Tuổi gì mày? Hồi xưa tao nói sao tao nói? Tao nói là gì? Không sợ địch mạnh như hổ chứ sợ đồng đội ngu như bò. Quá sếp nó đang livestream vlog nó ngồi dưới nó cười. Đó là cái chuyện ngày xưa đúng không em? Tao nói sao tao nói chứ. Nó bởi vì khi mà mấy em đi vô phòng gym, mấy em chơi đồ gear THOL là bao đẳng cấp. Bảo đảm từ chủ phòng tới thằng tập nhìn hết. Vô! Tinh thần là cái quan trọng nhất. Súp là cái quan trọng hai. Mày có tinh thần mà không có súp mày tập cũng chả nổi đâu mày ơi. Cơm áo gạo tiền, tao đi kìa. Tao đi từ bên Bình Tân, tao đi mạc 7 tỷ, tao qua tao kẹt xe 2 tiếng rưỡi tao mới tới. Đồ không thấy đúng khổ à. Má tập gym vậy đó, tập gym 2 tiếng rưỡi, hên là tao biết trước. Tao đâu có uống Olip ở nhà đâu. Tao mang Olip chai qua đây tao uống kìa, chai còn kìa. Trùng không tin phải không? Ơi, nè. Má tao mang chai Olip qua tao uống nè. Má uống ở nhà là giữa chừng mẹ, xin lỗi bạn á, không có chỗ tè luôn á. Ồ, uống lộ 1A nó kẹt kinh khủng. Mạc không nhích nổi. Hồi xưa tập nổi đó, giờ không biết sao nữa mày ơi. Lâu quá tập bài này luôn á. Bởi vì má chén cơm manh áo khổ thiệt chứ. Con nào già như tao tập gym phải quay phim nữa. Chăm dâu đổ đầu tầm. Ô xin xã hội. Thành lên 35 luôn đi nha. Lỡ rồi. Khai trương phòng mấy em. Anh tập game anh chổng tre lắm. Thiệt luôn á. Đối với anh Duy Nguyễn á, vô phòng game á là không giai cấp, không tiền bạc, không tuổi tác, không giới tính, mà cháy hết mình. Anh chia sẻ cho em là cách quay tay và cách nhúng. Tập nặng cần vậy thôi. Má bên đây chưa thuê BT, khiên tạ mệt quá. Bởi vậy á,
Thằng nào có tiền á, tập thuê BT mẹ rồi đi. Nó khiêng hết rồi mẹ ơi. Nó khiêng hết rồi, nó dẹp hết rồi, nó pha nước uống nữa. Má, vừa tập nặng, vừa diễn, vừa quay, mà vừa bóc tạ nữa. Có thằng nào già mà khổ như tao không? Phát cuối nha mấy em. Mình làm vlog ngắn ngắn thôi. Má làm nhiều quá, dựng lâu quá, tốn tiền nhân công. Bởi vậy anh Di, bởi vậy anh Di mà anh tập gym á, anh quay video cho mấy em coi là anh hy sinh mẹ đó, ngày tập gym của anh rồi đó. Lo nói không à? Không. Có thằng nó kêu tập đi nói nhiều quá. Má, mấy thằng comment nó não chó hay nói gì trời. Ta ghi rõ ràng là vlog thực hành. Không nói thì sao người ta hiểu. Bởi vậy mấy em comment nó tay nhanh hơn não, anh chán quá. Anh buồn cho thế giới gamer đó mấy em. Cứ vậy hoài mình không có ra đường mình cạnh tranh với các thành phần khác của xã hội được. Buồn chứ. Thôi buồn quá, tập cục 35kg tay cho nó đỡ buồn nha mấy em. Ngày xưa anh chơi 40 đó. Wow. Giờ đỡ rồi. Tập xong này về phải uống súp, uống John. John rồi uống Lean Body rồi. Sau tập 2 ISO, trong tập intra workout. Đó. Khi mà quay video phải đam chẩu nữa. Đam chẩu thành thương hiệu luôn rồi đó mấy em. Thôi tao nhìn mặt tụi mày tao tập đi. Nhìn kiếm hoài chán quá. Mà sợ nhìn mặt tụi mày còn chán hơn. Quăng mẹ cái tay luôn. Bởi vậy khổ quá. Thần sắc không biến đổi. Đúng là ghim chúa thiệt rồi. Tập xong mà nó còn tỉnh quá ta. Giờ tập sao cho mệt. Thôi off video rồi đi. Qua tập bài kia cho nó mệt. Bye bye mấy em nha. Hay thì like và share đi ba. Cười hoài. Mẹ có chùa. Cái gì cũng biết hết á. Có cái bức đều là không biết. Dạy hoài. Hay thì share và like đi ba. Cười gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Có chùa hoài.